Chiều nay, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoảng 13 họp phiên bị mạc tại trụ sở Trung ương Đảng Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bị mạc. Trước đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, giao Ban cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo cả cơ quan có liên quan và địa phương hoàn thiện đề án trên kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoảng 15 xem xét quyết định. Như vậy là đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương đã gần như hoàn tất các bước đi quan trọng trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiến độ đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Trước đó, đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương đã trải qua tất cả các bước trình tự, thủ tục xây dựng và nội dung hồ sơ đề án đã bảo đảm đầy đủ theo quy định. Việc thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương là phù hợp với các chủ trương định hướng của Đảng và các quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Theo đánh giá của Hội đồng Thẩm định cấp nhà nước, tên gọi thành phố Huế trực thuộc trung ương phù hợp với lịch sử, truyền thống văn hóa của địa phương và được đại đa số cử tri đồng thuận, đạt tỷ lệ 98,67% trên tổng số cử tri của tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương và sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm đạt đủ các điều kiện cũng như tiêu chuẩn quy định. Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện, 133 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 78 xã, 48 phường và 7 thị trấn, giảm 8 đơn vị hành chính cấp xã. Đề án có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế việc trở thành thành phố trực thuộc trung ương sẽ tạo ra sự ảnh hưởng và sức bật mới không chỉ cho thành phố huế phát triển mà còn đóng góp thiết thực cho vùng cho đất nước